Chào mừng bạn đến với kênh của Vân Anh. Chúc bạn có một ngày thật bình an và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Vân Anh sẽ đưa bạn đi tham quan tòa nhà Capitol Hall của tiểu bang Arizona. Nó là kiểu giống như là tòa nhà quốc hội, bao gồm thượng viện và hạ viện của tiểu bang Arizona. Và bây giờ tòa nhà quốc hội của Arizona này đã trở thành là khu bảo tàng, chứ nó không còn đóng vai trò là tòa nhà của quản lý của tiểu bang, mà đã được dời qua một cái khu vực khác. Bên trong nó chứa những cái ký ức, và xung quanh ở tòa nhà này thì có những cái khu tưởng niệm, bao gồm tưởng niệm về những ký ức của nước Mỹ, về những cuộc chiến, về chiến tranh thế giới thứ hai, cả bao gồm tưởng niệm những người lính đã ngã xuống cho các cuộc chiến ở ngoài nước Mỹ, bao gồm là cuộc chiến Nam Bắc Hàn và đặc biệt là cả chiến tranh Việt Nam nữa. Và bên trong nó chứa đựng những câu chuyện lịch sử rất hào hùng và cũng rất là bi tráng. Vân Anh hy vọng là bạn sẽ có thêm những thông tin thú vị. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh, để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo và theo dõi những video rất là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng đi tham quan nhé. Phoenix trở thành thủ đô của Arizona vào năm 1889, và vào năm đó, việc xây dựng tòa nhà quốc hội ở Phoenix mới được bắt đầu. Hoàn thành vào năm 1900, chi phí của tòa nhà là khoảng 136.000 đô la và được đưa vào hoạt động vào ngày 25 tháng 2 năm 1901. Đây cũng là tòa nhà quốc hội chính thức của tiểu bang kể từ khi Arizona trở thành tiểu bang thứ 48 của Hoa Kỳ vào năm 1912. Văn phòng của thống đốc bang được đặt tại đây cho đến giữa thập niên 70. Đến năm 1977, tòa nhà quốc hội này được chuyển thành bảo tàng. Hiện nay, các văn phòng của quốc hội, các cơ quan nhà nước khác của tiểu bang, văn phòng thống đốc, các bộ phận khác và thượng viện, hạ viện đã được dời qua các tòa nhà gần đó, lớn hơn, hiện đại hơn, phù hợp với nhu cầu hiện tại trong quản lý nhà nước và phục vụ các nhu cầu dành cho người dân của tiểu bang. Tòa nhà quốc hội của tiểu bang Arizona được đưa vào danh sách di tích lịch sử quốc gia của Mỹ. Nếu bạn là người yêu thích lịch sử, chắc chắn bạn sẽ yêu thích bảo tàng này. Nằm trong một tòa nhà bằng đá ấn tượng, từng là tòa nhà của thủ đô tiểu bang, bảo tàng này ghi lại thời khắc lịch sử của tiểu bang Arizona, từ một lãnh thổ vào thời kỳ đầu của nó. Cấu trúc này có một mái vòm cong như gắn vương miện, với một mái vòm bằng đồng và một bức tượng nữ thần chiến thắng có cánh bằng kẽm. Bên trong tòa nhà là những lá cờ ghi lại lịch sử của tiểu bang, bao gồm những lá cờ đại diện cho Tây Ban Nha, Mexico và liên bang. Các văn phòng và phòng quốc hội đã được khôi phục lại thời kỳ huy hoàng, và những bức tranh về lịch sử của Arizona làm duyên dáng cho nội thất bên trong của nó. Hình ảnh những người phục vụ trong Thế chiến thứ hai, bao gồm các hiện vật, hồi ức từ những người sống sót. Khi vào tham quan bảo tàng này, bạn sẽ thấy nó không đặc biệt lạ mắt hoặc trình diễn những công nghệ cao, vì chủ ý là muốn giữ tòa nhà này đúng nguyên với bản gốc. Vì vậy, bạn sẽ không thấy những biểu diễn ngoạn mục về ánh sáng, âm thanh nổi hay những màn hình LED lớn ở đây. Bảo tàng mở cửa miễn phí cho tất cả công chúng. Bạn có thể thấy học sinh các trường học trong tiểu bang Arizona sử dụng nó cho mục đích giáo dục. Nên có thể trong lúc bạn tham quan, bạn sẽ gặp những đoàn học sinh, sinh viên cũng đang tham quan học tập ở đây. Những tour dành cho học sinh, sinh viên thường có hướng dẫn viên và kéo dài trong khoảng 1,5 tiếng. Nếu bạn đi tham quan bảo tàng này theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân, bạn được khuyến khích đến thăm bảo tàng bang Arizona trong giờ mở cửa của bảo tàng và tự mình tìm hiểu các khu vực trưng bày. Khi từ cửa bước vào, bạn sẽ gặp quầy thông tin ở ngay phía tay trái để lấy tờ thông tin và bản đồ của bảo tàng. Tình nguyện viên có sẵn từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều để giải thích các hình ảnh, mẫu vật trưng bày và trả lời câu hỏi cho khách đến tham quan. Nếu bạn muốn ghé thăm khi bảo tàng ít có nhóm lớn hơn, buổi chiều là lựa chọn tốt nhất của bạn. Có quá nhiều thứ để xem. Nó bao gồm 4 tầng, 20 khu trưng bày và các tour tham quan có hướng dẫn được đặt trước. Bảo tàng Arizona Capitol có trưng bày các hình ảnh, mẫu vật, phòng làm việc của các thượng nghị sĩ, thị trưởng qua các thời kỳ trên 4 tầng của tòa nhà. Vân Anh đi thang máy từ tầng trệt lên thẳng tầng 4, rồi bắt đầu tham quan từ tầng 4 trở xuống. Từ tầng 4, bạn có thể nhìn thẳng xuống tầng 1. Trên tầng 3, bạn sẽ được cung cấp những thông tin về lãnh thổ Arizona. Cách của một dự luật trở thành luật và bạn sẽ làm quen với người dân Arizona những ngày đầu tiên ở đây. Ở tầng 2 của bảo tàng, bạn sẽ có một cái nhìn thoáng qua các văn phòng, bao gồm văn phòng của thống đốc, bộ trưởng ngoại giao và thanh tra khai thác. Bây giờ đi xuống tầng 1. Ở giữa sàn nhà là hình ảnh của con dấu nhà nước. Nếu bạn có lần nào đó vô tình xem đoạn phim về đám tang của thượng nghị sĩ John McCain, thì đây chính là nơi ông chào từ biệt người dân Arizona lần cuối cùng. Bên cạnh bàn thông tin là phòng trưng bày các vật phẩm được trục vớt từ chiến hạm USS Arizona sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng và tìm hiểu về lịch sử của nó. Xem các vật phẩm trưng bày về các biểu tượng của bang Arizona. Bảo tàng Arizona Capitol Hall phục vụ như là một biểu tượng của tiểu bang lịch sử rộng lớn và đầy màu sắc. Bảo tàng tạo ra những trải nghiệm giáo dục đích thực bằng cách cung cấp khả năng hiển thị cho lịch sử, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường và kinh tế ở đây, thông qua việc quản lý các bộ sưu tập, quan hệ đối tác và tương tác vô giá. Bảo tàng cải thiện sự hiểu biết của du khách về khu vực khác biệt này, truyền cảm hứng cho sự đánh giá cao đối với di sản văn hóa phong phú của nó. Bảo tàng Arizona Capitol mang lịch sử vào cuộc sống mỗi ngày thông qua các triển lãm, các sự kiện đặc biệt. Có hơn 20 khu vực trưng bày trong tòa nhà này kể về câu chuyện của Arizona từ những ngày đầu tiên của lãnh thổ này cho đến nay, được biết đến như là bảo tàng của Arizona, nằm dưới mái vòm bằng đồng trong tòa nhà Quốc hội kể từ năm 1901. Chiến hạm Arizona được đặt tên để vinh danh tiểu bang thứ 48 vào liên bang, là một biểu tượng của tiểu bang, và chiến hạm này đã hy sinh cao cả trong trận chiến Trân Châu Cảng. Nó cũng chính là bước ngoặt khiến Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ hai. Chính phủ Hoa Kỳ đã lập ra lãnh thổ Arizona này vào ngày 24 tháng 2 năm 1863. Đây là văn phòng của thống đốc bang Arizona. Thống đốc bang chịu trách nhiệm điều hành chính phủ cùng với các cơ quan quản lý khác thuộc chính phủ, thực thi luật pháp và làm việc với các ngành lập pháp. Văn phòng này được sử dụng cho thống đốc các thời kỳ của bang Arizona trong suốt 23 năm cho đến năm 1974. Đây là phòng lịch sử, ghi lại những hoạt động của chính phủ trong điều hành từ những ngày đầu thành lập. Đây là chi nhánh tư pháp, tòa án bang Arizona. Bạn có thể thấy đây là chiếc áo choàng được thẩm phán tòa tối cao mặc. Nơi đây để lại những luật về quyền con người, để bảo đảm rằng mọi người đều công bằng trước pháp luật. Đây là nơi trưng bày các hiện vật về khoáng sản và lịch sử cộng đồng khai thác của Arizona. Khu này trưng bày các khoáng sản, tinh thể, đá và các hóa thạch khác. Đây là khu tưởng niệm mục sư Martin Luther King, là một nhà lãnh đạo dân quyền có nhiều ý tưởng đã thay đổi đất nước Mỹ. Khu vực trưng bày này bao gồm một bản ghi âm bài phát biểu của vị mục sư khả kính, cũng như dòng thời gian về những nỗ lực khác nhau của ông trong vấn đề nhân quyền. Hoa Kỳ và Pháp từ lâu đã là đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ và tiếp tế cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Sau khi chiến tranh kết thúc, người dân Pháp đã gửi một chiếc tàu chở đầy những món quà tri ân tới tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Bây giờ chúng ta đi qua khu vực của đài tưởng niệm. Quảng trường của đài tưởng niệm được thành lập vào ngày 9 tháng 3 năm 1978 do cơ quan lập pháp của Arizona nhằm vinh danh thống đốc Wesley Bolin, người đã mất chỉ 5 ngày trước đó vào ngày 4 tháng 3 năm 1978. Trước khi nghị quyết tạo ra quảng trường tưởng niệm này, nó chỉ đơn giản là một phần của trung tâm hành chính của chính quyền Arizona. Quảng trường được bao quanh một hàng cây và những bãi cỏ rộng xanh mướt. Đài tưởng niệm tôn vinh các nhân vật nổi bật trong lịch sử Arizona, cũng như tưởng niệm các cuộc chiến quan trọng và các sự kiện khác đã ảnh hưởng đến tiểu bang này. Nó được xem là một trong những điểm tự hào của người dân ở Phoenix. Do vị trí của quảng trường này, nằm ngay tại tòa nhà quốc hội của tiểu bang, nên nó cũng trở thành nơi gặp gỡ và là tâm điểm của các cuộc biểu tình, bao gồm cuộc biểu tình cải cách nhập cư Hoa Kỳ vào năm 2006, với số người tham gia lên đến hơn 100.000 người. Quảng trường này là nơi lưu giữ 30 đài tưởng niệm dành riêng cho các chủ đề, bao gồm các cá nhân, tổ chức và các sự kiện quan trọng. Nổi bật hơn cả là cột buồm, mỏ neo và súng đại bác của chiến hạm USS Arizona. Đài tưởng niệm các cuộc chiến lớn như là Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Triều Tiên và trận bão táp sa mạc, và tượng đài đầu tiên của Mỹ về dự luật về quyền con người. Chiến tranh vùng vịnh bắt đầu vào ngày 2 tháng 8 năm 1990 đến ngày 28 tháng 2 năm 1991, có tên là chiến dịch bão táp sa mạc, cho các hoạt động dẫn đến việc xây dựng quân đội và bảo vệ Ả Rập Saudi và chiến dịch bão táp sa mạc. Trong giai đoạn chiến đấu là một cuộc chiến do lực lượng liên minh từ 35 quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại Iraq để đối phó với cuộc xâm lược và sáp nhập Kuwait của Iraq, phát sinh từ tranh chấp giá dầu và sản xuất. Chiến tranh còn được biết đến dưới những cái tên khác như là chiến tranh vùng vịnh Ba Tư, chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất hay là chiến tranh Kuwait. Đây là bức tượng về đức cha Albert Braun. Cha Braun từng là một giáo sĩ của quân đội Hoa Kỳ trong cả Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Trong Thế chiến thứ hai, ông đã bị giam giữ như một tù binh. Braun đã chuyển đến Phoenix, Arizona vào năm 1949. Năm 1965, ông nhận được huân chương danh dự của Arizona. Còn đây là khu tưởng niệm về những người lính Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên ở Hangul, Bắc Triều Tiên, là cuộc chiến giữa Bắc Triều và Nam Triều. Lúc đó thì Bắc Triều Tiên với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô, còn Hàn Quốc thì với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, với sự hỗ trợ chính từ Hoa Kỳ. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi Bắc Triều Tiên xâm chiếm Hàn Quốc sau một loạt các cuộc đụng độ dọc biên giới. Là một sản phẩm của chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã bị chia tách thành hai quốc gia có chủ quyền vào năm 1948, với biên giới được đặt ở vĩ tuyến 38. Một nhà nước xã hội chủ nghĩa được thành lập ở phía Bắc dưới sự lãnh đạo của Cộng sản Kim Il Sung, và một nhà nước tư bản ở miền Nam dưới sự lãnh đạo chống cộng của Syngman Rhee. Cả hai chính phủ của hai quốc gia mới của Hàn Quốc đều tuyên bố là chính phủ hợp pháp duy nhất của tất cả người dân Hàn Quốc. Chiến hạm USS Arizona là chiến hạm được Hải quân Hoa Kỳ chế tạo và sản xuất vào giữa những năm 1910, được đặt tên để vinh danh sự thành lập tiểu bang thứ 48 của Hoa Kỳ, chính là tiểu bang Arizona, nơi Vân Anh đang sống. Con tàu này là chiếc thứ hai và cuối cùng trong lứa tàu chiến siêu khủng khiếp. Chiến hạm này được đưa vào hoạt động từ năm 1916, đó là vào giai đoạn của Thế chiến thứ nhất. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, thì chiến hạm Arizona là một trong số các tàu của Mỹ đã hộ tống Tổng thống Woodrow Wilson tới Hội nghị Hòa bình Paris. Con tàu được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1919 khi bắt đầu chiến tranh Greco-Thổ Nhĩ Kỳ để đại diện cho lợi ích của Mỹ trong vài tháng. Vài năm sau thì chiếc tàu chiến này được chuyển đến hạm đội Thái Bình Dương và ở đó cho đến khi nó kết thúc sự nghiệp. Vào tháng 4 năm 1940 thì chiến hạm Arizona và hạm đội Thái Bình Dương đã được chuyển từ California đến Trân Châu Cảng, Hawaii để ngăn chặn chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Chiến hạm Arizona đã bị ném bom trong cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Sau khi một quả bom phát nổ trên bon tàu, thì tàu chiến đã phát nổ dữ dội và chìm cùng với sự hy sinh của 1.177 sĩ quan và thủy thủ đoàn. Không giống như nhiều tàu khác bị chìm hoặc bị hư hại, chiến hạm Arizona đã bị hư hại và không thể khắc phục được nữa. Xác tàu hiện vẫn còn nằm dưới đáy Trân Châu Cảng và một phần nhỏ của nó đã được trục vớt và đưa về đài tưởng niệm chiến hạm USS Arizona. Còn đây là khu vực tưởng niệm những người lính Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, còn được gọi là chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, và ở Việt Nam là chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, đến sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là lần thứ hai trong chiến tranh Đông Dương và được chiến đấu chính thức giữa Bắc Việt và Nam Việt Nam. Bắc Việt được Liên Xô, Trung Quốc và các đồng minh cộng sản khác ủng hộ, trong khi đó miền Nam Việt Nam được Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Philippines, Úc, Thái Lan và các đồng minh chống cộng khác ủng hộ. Nó kéo dài khoảng 19 năm với sự can dự trực tiếp của Hoa Kỳ và kết thúc vào năm 1973 sau Hiệp định Hòa bình Paris, và bao gồm nội chiến Lào và nội chiến Campuchia, dẫn đến cả ba nước trở thành các quốc gia cộng sản vào năm 1975. Các cố vấn quân sự Hoa Kỳ đã bắt đầu đến Đông Dương thuộc Pháp vào năm 1950 để hỗ trợ Pháp trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất chống lại Việt Minh. Hầu hết kinh phí cho nỗ lực chiến tranh của Pháp được cung cấp bởi Hoa Kỳ. Sau khi người Pháp rời khỏi Đông Dương vào năm 1954 thì Hoa Kỳ nhận trách nhiệm tài chính và quân sự cho nhà nước miền Nam Việt Nam. Sự can dự của Hoa Kỳ vào năm 1959, leo thang vào năm 1960 và tiếp tục vào năm 1961 dưới thời của Tổng thống John Kennedy, với mức quân số tăng dần theo chương trình MAAG từ dưới 1.000 vào năm 1959 đã lên đến 16.000 quân vào năm 1963. Tuy nhiên, đến năm 1964 thì có 23.000 lính Mỹ ở Việt Nam, nhưng điều này đã leo thang hơn nữa sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ vào năm 1964. Trong đó, một tàu khu trục của Hoa Kỳ đã được cho là có đụng độ với tàu tấn công nhanh của Bắc Việt, đáp lại nghị quyết Vịnh Bắc Bộ đã trao cho Tổng thống Lyndon Johnson ủy quyền rộng rãi để tăng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ, lần đầu tiên triển khai các đơn vị chiến đấu mặt đất và tăng cấp quân đội lên là 184.000 quân. Sự tham gia trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ đã kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 1973. Chiến tranh đã gây ra một tổn thất rất lớn cả về người và của. Ước tính số lượng binh sĩ và thường dân Việt Nam hy sinh khoảng 3,8 triệu người. Khoảng hơn 300.000 người Campuchia, 62.000 người Lào và hơn 58.000 quân nhân và các nhân viên của Hoa Kỳ đang làm việc tại chiến trường Đông Dương. Ngoài ra, hơn 1.626 người Mỹ hiện vẫn còn đang mất tích. Sự kết thúc của chiến tranh và nối lại chiến tranh Đông Dương lần thứ ba đã làm tăng số lượng thuyền nhân của Việt Nam và cuộc khủng hoảng tị nạn Đông Dương lớn hơn. Ước tính là có khoảng hơn 250.000 thuyền viên đã thiệt mạng trên biển. Còn đây là tượng đài về người lính thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, làm nhiệm vụ truyền tin, sử dụng bản mã của bộ tộc Navajo, một bộ tộc lâu đời của người Mỹ bản địa. Mỗi một chiến binh trong Thế chiến thứ hai đều đánh giá cao sự cần thiết của một mật mã không thể phá vỡ để giúp họ liên lạc và bảo vệ các bí mật quân sự trong chiến tranh của họ. Các thông tin liên lạc quân sự ở Thái Bình Dương của Mỹ đều bị quân đội Nhật nghe lén, vì vậy, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tìm đến bản mã ngôn ngữ của bộ tộc Navajo, một bộ tộc của người Mỹ bản địa lâu đời, và sử dụng nó như một phương tiện liên lạc bí mật. Đặc biệt, có khoảng 400 đến 500 người Mỹ bản địa trong thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Công việc của họ chính là truyền thông điệp chiến thuật bí mật, làm người truyền tin, sử dụng bản mã ngôn ngữ Navajo. Đây là một mã dựa trên ngôn ngữ Navajo phức tạp, được truyền miệng mà không có chữ viết. Những người làm nhiệm vụ truyền thông cho các sĩ quan phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đã truyền tin nhắn qua điện thoại quân sự hoặc mạng lưới liên lạc vô tuyến bằng cách sử dụng các bản mã đã được phát triển chính thức hoặc không chính thức, được xây dựng dựa trên ngôn ngữ bản địa của họ. mà chủ yếu sử dụng những từ liên kết bằng cách gắn một từ Navajo cho các cụm từ chính và chiến thuật quân sự. Hệ thống này cho phép bộ mã dịch 3 dòng tiếng Anh trong 20 giây chứ không phải là 30 phút như thông thường với các máy phá mã hiện có. Những người truyền tin bằng mật mã ngôn ngữ của người Mỹ bản địa cổ xưa đã tham gia vào mọi hoạt động lớn nhỏ của thủy quân lục chiến trong suốt trận chiến ở Thái Bình Dương, đã mang lại cho thủy quân lục chiến một lợi thế quan trọng trong suốt cuộc chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ví dụ như trong trận chiến kéo dài gần một tháng ở Iwo Jima, 6 lính thủy đánh bộ truyền tin mã Navajo đã truyền tải thành công hơn 800 tin nhắn mà không gặp lỗi. Tin nhắn có thể được mã hóa và giải mã bằng cách sử dụng một mật mã thay thế đơn giản. Trong đó, bản mã là ngôn ngữ của người Mỹ bản địa và được dịch trực tiếp từ tiếng Anh sang ngôn ngữ bản địa. Nếu không có từ nào trong ngôn ngữ bản địa để mô tả một từ quân sự, những người truyền tin đã sử dụng các từ mô tả nó. Ví dụ như, người Navajo không có từ nào cho tàu ngầm, nên họ đã dịch nó sang là con cá sắt. Khi kết thúc Thế chiến thứ hai, bộ mã Navajo vẫn không bị kẻ thù giải mã được. Công viên xinh đẹp và thanh bình này là một ví dụ nổi bật thể hiện lòng biết ơn đối với tất cả những người trong quá khứ và hiện tại đã hy sinh cuối cùng. Và đây chính là một trải nghiệm mà Vân Anh đã cố gắng mô tả ở đây. Như vậy là Vân Anh vừa đưa bạn đi tham quan một vòng khu tưởng niệm cũng như là tòa nhà quốc hội của tiểu bang Arizona. Hy vọng là bạn sẽ có những thông tin rất thú vị về tiểu bang Arizona nơi Vân Anh sống. Bạn hãy nhớ like và chia sẻ. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo với những điều thú vị khác trong cuộc sống ở Mỹ của Vân Anh, đặc biệt là ở Arizona. Xin chào và hẹn gặp lại.